Nhờ nhiều ưu điểm phù hợp với giới trẻ như là quy trình nhanh gọn, điều kiện cho vay dễ dàng, vay tiêu dùng đang trở thành một trong những hình thức cho vay phổ biến được ưa chuộng ở trên thị trường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người cũng cho rằng các công ty tài chính triển khai dịch vụ này đang làm sai luật để thu lợi bất chính khi mức lãi suất cho vay thường cao một cách bất ngờ. Vậy thực hư ra sao? Và liệu bạn có phù hợp để tham gia hình thức vay tiêu dùng này không? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả Tuấn Vũ nhé! Đây là video thứ 3 trong series Ngân hàng và Tài chính do Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam đồng hành cùng Spider Room hân hạnh đưa tới bạn đọc nhằm cung cấp những kiến thức liên quan đến tiền và tài chính cho giới trẻ, hướng tới một tương lai người trẻ Việt Nam am hiểu tài chính, đầu tư và biết sử dụng tiền thông minh và lành mạnh hơn. Thông tin trong bài viết hoàn toàn dựa trên kiến thức và trải nghiệm của tác giả. CIMB Bank không cung cấp thông tin hay là định hướng nội dung bài viết để đảm bảo tính khách quan và trung lập. Vay tiêu dùng là gì? Về cơ bản, vay tiêu dùng không khác biệt so với các hình thức vay truyền thống. Bạn mượn tiền từ ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó trả lại khoản tiền gốc đã vay, thêm một khoản tiền lãi, chi phí cho khoản vay. Ngoài ra, một số đặc điểm khác biệt có thể kể đến như là mục đích vay. Theo thông tư số 43/2016, các khoản vay tiêu dùng không được vượt quá 100 triệu Việt Nam đồng. Do đó, thường phù hợp với các sản phẩm có giá trị không quá lớn, mua sắm đồ gia dụng, trả tiền điện nước, tiền học hay là đi du lịch. Nhờ đó mà chúng cũng có thời hạn trả nợ ngắn hơn so với các khoản vay lớn như là vay mua nhà hay là mua ô tô. Phương thức trả nợ thường sẽ là trả góp theo kỳ, ví dụ như là vay trong 1 năm và trả góp 12 kỳ, mỗi kỳ là 1 tháng. Tổ chức cho vay là các công ty tài chính và các ngân hàng. Cả hai tổ chức này đều được coi là tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, cơ chế cho vay lại có chút khác biệt. Các công ty tài chính có lợi thế hơn về thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh, đáp ứng ngay các khoản vay nhỏ. Do đó, đang trở nên rất phổ biến vì phù hợp với phần lớn tệp khách hàng. Nhưng đổi lại, lãi suất vay cũng thường cao hơn là ngân hàng. Ngân hàng thì ngược lại, ưu tiên sự an toàn. Vì vậy, thủ tục xét duyệt sẽ phức tạp và đòi hỏi nhiều yêu cầu hơn. Tuy nhiên, hạn mức cho vay có thể rất cao nhờ nguồn lực về vốn và mức lãi suất tốt nên sẽ phù hợp với các khoản vay lớn. Phân loại. Tùy theo tiêu chí, vay tiêu dùng có thể được phân thành nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nhìn chung, có hai hình thức vay tiêu dùng phổ biến mà bạn cần nắm được, bao gồm: vay tiêu dùng thế chấp là hình thức cho vay có yêu cầu tài sản đảm bảo có giá trị như là nhà, đất, xe cộ. Nếu người vay không có khả năng thanh toán hoặc có ý định chiếm đoạt số tiền đã vay, tài sản đảm bảo sẽ bị thu hồi như một cơ sở để bù đắp số tiền đã cho vay. Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay không yêu cầu tài sản đảm bảo, do đó cơ sở cho vay chỉ là sự uy tín của bạn. Vì thế mà mức rủi ro cho các tổ chức tín dụng cũng cao hơn, nên cách vay này cũng có mức lãi suất cao hơn là vay thế chấp. Do mục tiêu kinh doanh, các ngân hàng thường ưu ái các khoản vay thế chấp, trong khi vay tín chấp lại là thế mạnh của các công ty tài chính. Vì sao lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng thường khá cao? Theo Bộ Luật Dân sự thì mức lãi suất cho vay dân sự sẽ không được vượt quá 20% một năm. Tuy nhiên, luật tổ chức tín dụng lại cho phép các ngân hàng, các công ty tài chính được tự thỏa thuận mức lãi suất vay với khách hàng và không bị khống chế mức lãi suất tối đa. Như vậy, các tổ chức tín dụng thích để mức lãi vay cao đến đâu cũng được hay sao? Theo như trong luật hình sự năm 2015, có một quy định về tội cho vay nặng lãi có thể liên quan đến vấn đề này như sau. Lãi suất cho vay nặng lãi là mức lãi suất vượt quá 5 lần lãi suất cho vay tối đa trong luật dân sự. Vậy chiếu theo luật dân sự ở trên thì mức lãi suất vượt quá 100%, tức là 5 nhân với 20% bằng 100% sẽ bị coi là tội phạm cho vay nặng lãi. Suy ra, mức lãi suất của các tổ chức tín dụng miễn là không vượt quá 100% là mức được pháp luật cho phép. Mặc dù mức này là khá cao, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng một là nó đúng luật và hai là nó được thỏa thuận trước bởi tổ chức tín dụng và khách hàng trước khi ký hợp đồng. Nên xét về cả tình và cả lý
thì có vẻ đều không có gì sai hết. Tuy nhiên trên thực tế, nếu như điểm tín dụng của bạn chỉ cần ở mức bình thường và trong quá trình trả nợ bạn thanh toán đúng hạn, đúng quy định thì lãi suất cho vay trung bình cũng chỉ ở mức từ 10 đến 18% mà thôi, nên bạn không cần quá lo lắng nhé. Vậy bạn có nên vay tiêu dùng không? Từ những ưu điểm thuận tiện phía trên, bạn có thể thấy được việc tham gia một khoản vay tiêu dùng hiện nay không quá khó, thậm chí là còn rất dễ và ai cũng có thể tiếp cận. Tuy nhiên cái khó là làm sao để bạn có thể tối ưu được khoản vay đó và tránh dính các khoản nợ xấu không đáng có. Và ba câu hỏi bên dưới sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời. Đầu tiên, nhu cầu vay của bạn là thực sự cần hay chỉ là ham muốn tức thời? Trước khi mua sắm hay là vay để mua sắm một món hàng, hãy tự hỏi bản thân xem liệu mình có thực sự cần nó hay không. Thay vì chỉ quan tâm đến giá cả, hãy quan tâm đến giá trị mà nó có thể mang lại cho bạn. Ví dụ như là nếu chiếc laptop của bạn vẫn còn đang dùng tốt, thì việc bỏ ra một tháng lương để mua một chiếc laptop đời mới chỉ để trông ngập thời hơn thì có lẽ là hơi hoang phí. Tuy nhiên, nếu chiếc laptop đó là công cụ để giúp bạn làm thêm công việc và kiếm thêm thu nhập, thì đó lại là một khoản đầu tư rất hợp lý. Bạn sẽ thấy rằng câu trả lời đúng nhất chỉ bạn mới hiểu được. Tuy nhiên, nếu bạn đã chịu ngồi xuống và suy nghĩ về vấn đề cần hay chỉ là thích này trước khi mua một món đồ nào đó, thì chắc chắn bạn sẽ loại bỏ được kha kha những trường hợp vung tay quá chán rồi đấy. Khả năng trả nợ mỗi tháng của bạn là bao nhiêu? Đây là yếu tố quan trọng nhất trước khi bạn sở hữu cho mình bất kỳ khoản nợ nào. Đó chính là kế hoạch trả nợ. Nếu mỗi tháng bạn để ra được 1 triệu tiền nhàn rỗi sau khi thu nhập đã trừ hết các chi phí cần thiết, thì khoản trả góp hàng tháng của bạn chỉ nên thấp hơn hoặc là bằng mức đó. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu được số tiền nhàn rỗi mà không phải chịu áp lực cắt giảm các khoản chi tiêu quan trọng khác, trong khi vẫn có thể tận hưởng tiện ích tiêu dùng từ sản phẩm mà bạn đang trả góp. Hãy nhớ, nếu một khoản vay vượt quá khả năng chi trả, bạn có thể rơi vào tình trạng nợ nần và gặp rủi ro tài chính nghiêm trọng. Nợ xấu có thể khiến hồ sơ vay của bạn bị ảnh hưởng, giảm uy tín cá nhân và có thể bị từ chối các dịch vụ tài chính sau này. Có cách nào khác để mua món hàng đó không? Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng khá cao. Do đó, nếu một phương án nào đó giúp giảm chi phí lãi vay đó xuống, chúng ta sẽ nên ưu tiên phương án đó trước khi chọn cách vay tiêu dùng. Ví dụ, nếu bạn có thể vay từ người thân, bạn bè với mức lãi suất thấp hơn hoặc có sẵn một khoản tiết kiệm thì ưu tiên dùng các nguồn đó trước. Nếu chưa đủ thì hãy tính đến chuyện vay thêm. Lời khuyên cuối cùng, sau khi trả lời được 3 câu hỏi trên, nếu phương án vay tiêu dùng vẫn là lựa chọn tốt nhất thì lúc này hãy chọn một sản phẩm phù hợp dựa trên các yếu tố như sau. Uy tín của các bên cho vay. Đó phải là các tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cái này các bạn hỏi bác Google cái là ra luôn. Thông tin minh bạch, công khai, đã hoạt động nhiều năm trên thị trường và nhận được phản hồi tốt từ những người dùng trước. Lãi suất. Một lưu ý là đôi khi các tổ chức cho vay sẽ có cách tính lãi suất khác nhau như là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất phụ thuộc vào thời gian vay. Do đó, để đơn giản, hãy thử bảo người tư vấn quy tất cả về tổng chi phí lãi dự kiến bạn sẽ phải trả là bao nhiêu. Các chi phí khác, ngoài lãi suất, vẫn còn những khoản phụ phí khác mà các bạn bắt buộc phải quan tâm để tránh đến lúc đóng tiền rồi mới biết. Các chi phí này có thể bao gồm phí phạt thanh toán trễ hạn, lãi phát sinh khi thanh toán trễ và phí trả trước hạn. Và nếu các bạn vẫn chưa biết tìm đâu một khoản vay tiêu dùng ưng ý, thì sản phẩm vay tiêu dùng của ngân hàng CIMB, nhà tài trợ của bài viết này, rất có thể sẽ giúp ích được cho bạn. Với việc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, các khoản vay do ngân hàng CIMB kết hợp với đối tác F88 cung cấp luôn được đảm bảo tính an toàn và bảo mật về thông tin dành cho khách hàng. Với mức lãi suất thấp chỉ 0,96% trên tháng, hạn mức vay lên đến 300 triệu và thời hạn vay cũng lên đến 36 tháng, thời gian phê duyệt hồ sơ và giải ngân nhanh chóng. Nhờ đó mà các sản phẩm vay tiêu dùng của CIMB rất phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay, cũng như giành được nhiều sự yêu thích từ các khách hàng trẻ. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở link dưới này nhé. Lưu ý, các con số trên được mình cập nhật từ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và có thể thay đổi theo thời gian.
Do đó, để cập nhật thông tin mới nhất và các thông tin về sản phẩm thì các bạn có thể xem trực tiếp trên website của CIMB. Mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Nhìn nhận một cách khách quan, lãi suất vay cao hay thấp thực chất chỉ mang tính tương đối, vì nó phụ thuộc vào cách bạn có thể sử dụng những đồng tiền vay đó để đạt được hiệu quả cao hơn so với chi phí vay hay là không. Nếu lãi suất là 10% nhưng bạn có thể tạo ra lợi nhuận 20% thì mức lãi suất đó không cao. Nhưng nếu lãi suất chỉ 5% mà bạn không tạo ra được giá trị gì thì mức lãi suất đó lại là rất cao. Vốn dĩ việc vay tiền là bạn đang sử dụng dòng vốn của mình ở trong tương lai và phải trả một mức chi phí cho việc đó, chính là lãi vay. Vậy thì việc cân nhắc mức lãi suất đắt hay rẻ chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là việc bạn phải cân nhắc xem cách sử dụng khoản vốn tương lai đó ra như thế nào để tận dụng được tối đa lợi ích đòn bẩy mà nó đem lại.